mọi người nhé, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Ken Ken TV Quang Thanh ấy. Thì hôm nay là bữa trưa cuối tuần thì mình sẽ là làm cái món là bún nấu với phần sườn chua ngọt nhé, phần chua, bún sườn chua. Thì hôm nay trên đây mình sẽ giới thiệu các cái nguyên liệu chính để làm cái món bún nhé. Lâu lắm rồi hôm nay là mình sẽ ăn bún vậy. Nguyên liệu chính hôm nay mình sẽ sử dụng phần sườn nhé, sườn thịt lợn, sườn heo đấy ạ. Đấy, đây, mình mua chỗ này đây. Mình rửa sạch đĩa đĩa nhé. Tiếp theo là các cái gia vị gồm có cà chua này, không phải thiếu cà chua này, hành tím này, hành nhỏ này, hành củ, hành lá, sấu nhá. Vì giờ đang là sấu thì sẽ là sử dụng thêm cả sấu để chua. Các loại rau thơm, rau mùi và phần hành lá nhé. Và ớt, đấy ớt thì mình ăn cay thì mình cho thêm ít ớt. Đấy đây trên này, trên đây là các nguyên liệu là rau củ quả và cái thành phần để ăn với món sườn đây chính là bún nhé. Thì trên đây là các cái nguyên liệu cơ bản thì mình để chuẩn bị nấu cái món bún này. Thì ngoài ra còn có gia vị dầu ăn, nước mắm, thì mình chính một canh nhé, đường đấy. Thì chút nữa mình nấu mình sẽ giới thiệu thêm. Đấy, thì như các bạn biết ấy, thì kênh nhà mình ấy, kênh của mình tên đầy đủ là Ken Ken TV Quang Thanh. Thì cái kênh nhà mình thì hầu như là cái thường cái thời gian phát sóng, hầu như là đăng video ấy, thường là vào tối, là chính xác là vào 8 giờ tối nhé. Thứ 3, thứ 5, thứ 7, tức là tuần nhà mình sẽ ra 3 video. Đấy, thì mong mọi người, ông bà chú bác, anh chị em là cười nhớ cái khung giờ vàng là 8 giờ tối nhé. Thì theo dõi video nhà mình và ủng hộ kênh nhé. Rồi, và trên đây thì bây giờ mình sẽ tiến hành sơ chế và nấu các cái nguyên liệu này để làm cái món bún này nhé. Giờ mình sẽ nhặt qua phần rau thơm nhé. Sẽ rửa sạch rau đó, mình sẽ ngâm chút nước muối nhé. Rau mùi, chúng mình rất thích ăn rau mùi này, mình sẽ sử dụng rau mùi dễ ăn và cho vào rất là thơm, kèm rau ăn thơm ăn sống và có thể cho vào nấu một chút rồi nhé. Những dầu đây chúng mình sẽ rửa vào ngâm. Để bỏ cái lá sâu nó vào nó úa nhé. Phần hành thì mình cũng sẽ cắt bỏ phần gốc. Hôm nay Hà Nội lại trở lại siêu nóng sau được một thời gian mát. Nên hôm nay nhà mình đã ăn bún cho mát vậy. Chua thì mình chỉ cần bỏ cái cuống ra là mình sẽ thái nhé. Sấu thì mình cũng cắt bỏ cái phần cuống. Đến cái phần hành khô thì mình lột bỏ vỏ. Cô này chút nữa mình sẽ cho vào cái phần nước xương nhé, mình luộc qua, mình trần qua phần xương đi cho sạch và nước hết, bỏ cái bụi bẩn hay là cái đục màu của xương nhé. Còn một ít thì mình để mình phi thơm để mình đảo phần xương lên sau khi luộc qua. Trên đây mình đang chuẩn bị qua nguyên liệu này, giờ chút nữa mình sẽ đi rửa một chút nhé. Đây
mình sau khi nhặt mình sẽ rửa sạch nhé, rửa các phần quả. Mình sẽ thái nhỏ cái phần hành này nhé, hành củ ra nhé, bằm nhỏ là được. Một nửa sẽ cho vào lúc nước luộc xương nhé, một nửa thì mình sẽ là lúc mình sẽ phi xào cái phần xương lên, xào cà chua đấy. Tiếp theo mình sẽ là bổ cà chua nhé, cà chua thì mình bổ dạng mùi cau. Xấu thì mình khứa này nhé, khứa ra cho nó tách ra. Xấu đây là mình do mình để ngăn đá nên nó nhìn hoài nó không được tươi lắm nhé. Ra bây giờ là hết xấu rồi, toàn xấu chín, mình sẽ sử dụng xấu xanh này, chứ mình giữ chữ ở tủ đá thì mình lôi ra mình dùng thôi. Cái này ăn xấu quanh năm mà. Phần ngọn hành mình sẽ không thái nhá, mình sẽ để dài như này. Để cho vào bát bún. Còn cái phần nuôi hành này thì mình sẽ thái nhỏ. Người ta nhỏ hồi nhỏ thái vừa vừa. Cái này để sau này mình rắc lên bát bún nhé, và cho một ít vào nước dùng. Trên đây là mình đã thái qua các cái nguyên liệu nhé. Trong lúc mình chờ đợi là mình luộc cái phần xương để mình trần sơ qua. Đấy, phần hành mình sẽ là bổ ngắn, bổ dài này cho vào bún bún nhé. Hành lá, rau thơm này, cà chua này, xấu này. Và hành nhỏ nhất. Khi thơm cái phần hành nhé. Thì mình sẽ là cho phần xương vào mình đảo, đảo ra thì phần xương săn lại mình sẽ cho nước. Sau khi phần xương săn mình sẽ cho nước nhé. Thành phẩm món bún của mình đã xong rồi nhá, thì bây giờ mình sẽ là trang trí một chút. Bún kem nha. Đấy, cái xấu mình cứa này nó sẽ chua ra rồi nhé.
là mình đã hoàn thành xong cái tô bún nhá, bún sườn nấu chua nhá. Thì lúc mình có review cận cảnh ấy. Đấy, thì rất là ngon và hấp dẫn. Thì bây giờ mình sẽ thưởng thức được cái món bún này nên mình đấy. Mời cả nhà ăn trưa cùng mình nhé. Tôi sẽ uống nước rồi. Chua chua ngon, cay chua chua không cay cay tại vì không có ớt, rất là ngon. Ngon quá. Tại vì phần xấu này nhá, mình giữ như này thì phần chua bên trong nó đã chảy ra hết rồi, mình không phải dầm nát ra, vẫn có độ chua. Ngon quá. Siêu ngon. Phần sườn chứ mình cũng khá nhiều nhá. Để 3 phút. Nước dùng rất là ngon, vừa miệng. Siêu ngon. Trên đây là video hôm nay mình hướng dẫn các cái bước và làm món bún này nhé. Bún sườn nấu chua rất là ngon, thơm ngon rồi. Thì bây giờ mình sẽ dừng video ở đây ấy, để mình đi gọi bạn Phong Thành về ăn trưa. Và đi chơi chưa về. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi hết video nhé. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.